Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúc các anh chị một ngày tốt lành. Không biết là công việc của anh chị dạo này thế nào rồi ạ? Sau khi xem các video trước đó, các anh chị đã thấy mình học hỏi được nhiều điều hơn chưa? Mình đã áp dụng được những gì rồi? Tôi rất là nóng lòng muốn nghe được các anh chị chia sẻ với tôi. Hãy viết thư, hãy gửi email hoặc là chat cho tôi biết các anh chị nhé. Chúng ta sẽ trò chuyện và học hỏi lẫn nhau rất nhiều, rất nhiều. Vâng. Để không mất thời gian nữa, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề chính của video này. Bài học này là bài học tiếp theo. Tôi sẽ trình bày với các anh chị về một nội dung là nghiên cứu đối thủ. Và logic của tôi là chân dung của khách hàng, chân dung của người bán hàng và chân dung của đối thủ. Được chưa ạ? Đó. Thế thì trong cái series phần nội dung nói về việc là nghiên cứu đối thủ thì sẽ bao gồm những nội dung cơ bản như sau. Và chúng ta sẽ cần phải làm theo những cái bước như thế này. Đầu tiên là các anh chị hãy liệt kê cho tôi từ 5 cho tới 10 đối thủ mà mạnh nhất trên thị trường trong cái lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ mà các anh chị cung cấp. Đúng không ạ? Các anh chị sẽ tìm cho tôi những cái tên, những cái đối thủ rõ mặt, những cái đối thủ trực tiếp và những đối thủ giấu mặt. Hãy liệt kê cho tôi 5 cho tới 10 cái tên. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu đối thủ. Thì chúng ta nghiên cứu những cái gì? Thì đây là những tiêu chí mà chúng ta sẽ nghiên cứu để chúng ta sẽ so sánh chúng ta với 5 hay 10 cái đối thủ mạnh nhất trên thị trường đó. Được chưa ạ? Đó chính là chúng ta nghiên cứu hệ thống bán hàng, nghiên cứu kênh phân phối, đúng không ạ? Bao gồm các cửa hàng, cửa hiệu, các kênh online, kênh offline của đối thủ. Người ta phát triển như thế nào? Số lượng kênh là bao nhiêu, đã có bao nhiêu cửa hàng, diện tích, phong cách thiết kế, chi phí đầu tư, vân vân, được chưa ạ? Chính sách về bán hàng bao gồm là chính sách giá, giá bán lẻ, giá bán buôn, chương trình khuyến mại hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần cố định như thế nào, đúng không ạ? Chính sách dành cho sale, chính sách dành cho các cái cấp bậc đại lý, đúng không ạ? Thí dụ như là chiết khấu cho sale bao nhiêu phần trăm, chiết khấu cho các đối tác bao nhiêu phần trăm, có đúng không ạ? Cách bán hàng của họ, cách tiếp cận khách hàng của đối thủ. Ví dụ như là họ bán hàng tại trường học, nếu mà họ là du học hay là họ là tiếng Anh, đúng không ạ? Hay là họ chạy quảng cáo, hay là họ phát triển hệ thống cộng tác viên, hay là họ phát triển hệ thống showroom, hệ thống shop in shop, vân vân. Chúng ta phải biết cách bán hàng của họ, được chưa ạ? Hoặc thậm chí là cái tỷ lệ mà chiếm bao nhiêu phần trăm giữa các kênh bán hàng là bao nhiêu, kênh nào đang bán mạnh, hàng hóa bán chạy những sản phẩm gì, được chưa ạ? Nghiên cứu các cái sản phẩm chủ đạo của đối thủ như là sản phẩm đường dẫn, sản phẩm chính, sản phẩm đem lại lợi nhuận, rồi thì nghiên cứu các cái chính sách bán hàng liên quan đến dịch vụ giao hàng, chính sách bảo hành, chính sách đổi trả, thời gian cam kết giao hàng, vân vân. Rồi thì nghiên cứu là cái mức độ đầu tư cho đào tạo, số lượng những cái cộng tác viên bán hàng hay là đội ngũ sale của họ, và những cái sự khác biệt, sự chuyên nghiệp của họ, từ trang phục, từ giấy tờ, từ tài liệu được ban hành, từ cái chi phí họ chi cho các cái đối tác đối thủ của chính chúng ta như thế nào. Thì đó là những cái nội dung cơ bản mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Được chưa? Như vậy là tôi sẽ tóm tắt lại nhé. Chúng ta sẽ liệt kê ra 5 đến 10 đối thủ mạnh nhất. Sau đó chúng ta hãy đi tìm, liệt kê ra những cái nội dung mà chúng ta cần nghiên cứu, đúng không ạ? Như là hệ thống bán hàng, kênh phân phối, chính sách giá, rồi thì cách bán, cách tiếp cận khách hàng, rồi chính sách bảo hành, đổi trả, hay sự đầu tư cho hệ thống, sự đầu tư cho sale, chiết khấu này nọ vân vân, chúng ta liệt kê hết ra, được chưa ạ? Thế rồi thì chúng ta sẽ nghiên cứu bằng cách nào? Đây là cái nội dung thứ 3 trong bài học này. Chúng ta nghiên cứu bằng cách nào bây giờ? Thì đây là một số cách mà các bạn có thể nghiên cứu được. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng Google để tìm kiếm, đúng không ạ? Chúng ta dùng Google, chúng ta tìm kiếm các cái thông tin về đối thủ. Nó sẽ cho chúng ta biết website. Đấy, trong website đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh, giá bán, chương trình khuyến mại, chiết khấu, lượt truy cập, bài viết, hình ảnh, đấy, quy trình mua hàng, cách thức thanh toán. Đấy, chúng ta có thể là thông qua các cái diễn đàn, chúng ta cũng có thể thông qua các cái fanpage, Facebook cá nhân của cái người sale,
Facebook cá nhân của cái người chủ, đúng không ạ? Tài liệu bán hàng của đối thủ. Ví dụ như là chúng ta có thể là sử dụng, mua hoặc là mượn hoặc là tìm hiểu bằng cách nào đó, chúng ta có được những cái tập tài liệu của khách hàng của chính đối thủ của chúng ta thông qua khách hàng, hoặc là tìm đóng vai trò, chúng ta đóng giả là khách hàng, chúng ta sẽ có được những cái tài liệu như vậy, được chưa ạ? Thế rồi thì chúng ta sẽ đến hội thảo của chính đối thủ, chúng ta có thể đến văn phòng và các cái điểm bán hàng của chính đối thủ để chúng ta nghiên cứu, chúng ta học hỏi, chúng ta xem xét, đúng không ạ? Chúng ta nhận định. Thế rồi chúng ta cũng có thể là gọi điện thoại, chúng ta giả làm khách hàng, chúng ta xin tư vấn, có đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta cũng có thể là hỏi chính xác là những khách hàng đang là khách hàng của đối thủ, xem là họ hài lòng cái gì và họ không hài lòng cái gì về cái đối thủ của chúng ta, để chúng ta có được một cái nhìn tổng quát tốt hơn, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái phương pháp là tuyển dụng những cái người cũ của đối thủ đang làm việc, đúng không ạ, về công ty của chúng ta làm việc, để chúng ta có thể là có thêm những cái thông tin. Và chúng ta cũng có thể là sử dụng cái phương pháp là cài người vào, hay còn gọi là spy đấy, gián điệp đấy, đúng không ạ? Tất nhiên là mở ngoặc là nếu có thể hoặc là nếu cho phép là chúng ta cần thiết phải làm như vậy. Thì đây là cái hình thức mà cũng khá là nhạy cảm, tôi xin phép liệt kê ra thôi. Và cái việc mà các anh chị có quyết định làm như vậy hay không thì các anh chị cân nhắc ưu điểm, nhược điểm, lợi ích và thiệt hại. Bởi vì cái gì mà nó nhạy cảm thì chúng ta hết sức cân nhắc. Còn về mặt phương pháp thì nó có một số cách như vậy. Cái cách cuối cùng như tôi nói đấy là cài người vào, nếu có và nếu cần thì các anh chị hãy xem xét một cách hết sức thận trọng. Tôi không đưa ra lời khuyên là có hay là không, mà tôi chỉ đưa ra những phương pháp là nó trên thị trường có những người làm như vậy. Ở nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ, thì việc mà các bạn sử dụng gián điệp trong thương mại thì hoàn toàn các bạn có thể bị vi phạm pháp luật và tội này rất là nặng. Thế nhưng ở Việt Nam thì cái việc này gần như mọi người cũng chưa quan tâm lắm, đúng không ạ? Tôi làm việc cho công ty A, bây giờ tôi lại sang làm việc cho công ty B. Công ty A chính là với lại công ty B là đối thủ của nhau, thì cũng thực ra là cũng hết sức là bình thường, bởi vì người Việt là cũng không có thói quen ký những hợp đồng mà ràng buộc và không làm việc cho các công ty của đối thủ, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì đó là một số những cái cách nghiên cứu cơ bản để chúng ta có thể có được những cái thông tin như ở bên trên chúng ta cần. Và sâu sắc hơn nữa thì chúng ta sẽ phải chi tiền cho một cái đội ngũ nghiên cứu thị trường, họ sẽ tìm hiểu và họ sẽ đưa cho chúng ta các cái bản báo cáo. Tất nhiên chúng ta phải tìm những cái đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín với một cái mức hợp lý một chút, đúng không ạ? Hoặc không thì chúng ta có thể tạo ra một đội của chúng ta từ 3 đến 4 người, chúng ta nghiên cứu sâu về đối thủ, chúng ta trò chuyện với hệ thống kênh của đối thủ, chúng ta trò chuyện với khách hàng của đối thủ để chúng ta được biết. Và nguyên tắc là khi nghiên cứu đối thủ thì chúng ta phải tôn trọng đối thủ, chúng ta sẽ không copy. Quan điểm của tôi là không copy, cái gì hay chúng ta học và sáng tạo thêm. Chứ còn nếu mà chúng ta copy y nguyên thì tức là chúng ta luôn đi sau đối thủ. Và các bạn biết rằng là trên thị trường bây giờ online, offline thì cái việc chúng ta bắt chước nhau khá là dễ. Tôi đăng một cái bài quảng cáo như này, đối thủ bắt chước y hệt. Tôi đăng một cái hình này, đối thủ bắt chước y hệt, nó rất là dễ. Vì vậy chúng ta luôn luôn phải đổi mới chứ không phải là copy đối thủ, được chưa? Chúng ta hãy học hỏi điều hay từ họ. Chúng ta nguyên tắc sale là chúng ta không được nói xấu đối thủ khi thuyết trình với khách hàng hoặc là chủ đầu tư của chúng ta, mà chúng ta hãy dùng một cái phương pháp đẳng cấp hơn, đó là chúng ta hãy khen đối thủ, hãy nêu những điểm mạnh của đối thủ lên, có đúng không ạ? Và sau đó nếu như sản phẩm và dịch vụ của chúng ta tốt hơn đối thủ thì chúng ta sẽ dùng chính đối thủ để nâng tầm chúng ta lên. Tôi lấy thí dụ như này, khi khách hàng của tôi đến hỏi tôi là bạn có biết là trung tâm tiếng Anh A, trung tâm tiếng Anh B không? Con tôi đang định gửi ở đấy, đúng không ạ? Thế thì tôi tư vấn là vâng, trung tâm tiếng Anh A rất là tốt, trung tâm tiếng Anh B rất là chuyên nghiệp, họ có đội ngũ như thế này, họ có cơ sở vật chất như thế kia, họ có phương pháp đào tạo, họ có giáo trình như này, em thấy rất là phù hợp, vân vân. Đó, mình không chê một câu nào cả, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu chị có thời gian em sẽ trình bày với chị là tất cả những cái thứ của đối thủ như vậy bên em đã nghiên cứu rất kỹ và đưa ra những cái giải pháp tốt hơn, đúng không ạ? Cơ sở vật chất của em tốt hơn,
giảng viên của em có trình độ cao hơn, phương pháp đào tạo của em tốt hơn rất nhiều, vân vân vân. Và thực sự rằng các anh chị có thể so sánh được. Đó, thế thì cái việc nghiên cứu đối thủ, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cách thức nghiên cứu, đúng không ạ? Thì kết quả đó là chúng ta phải đưa ra được một cái bản so sánh giữa sản phẩm của dịch vụ của ta với sản phẩm và dịch vụ của đối thủ. Và chúng ta phải lập ra cái bảng này dưới dạng là các cái bảng biểu đồ thị hoặc là những cái slide, đúng không ạ? Những cái file Excel, chúng ta biến nó thành PowerPoint đấy để chúng ta đưa vào, chúng ta lượng hóa được. Thí dụ như là bạn không thể nói là sản phẩm của bạn tốt hơn của đối thủ, giá của bạn rẻ hơn của đối thủ, và tôi muốn là gì? Tốt hơn như thế nào? À, sản phẩm của tôi có độ bền là 120 năm, độ bền là 100 năm, độ bền là 50 năm, nhưng sản phẩm của đối thủ có độ bền bình quân là 30 năm. Thì cái đó tôi muốn lượng hóa. Rẻ hơn, đúng không ạ? Đối thủ đang bán với giá là 100.000, chúng tôi đang bán với giá là 95.000, rẻ hơn được 5.000 đồng. Hay là tính ra phần trăm, đối thủ đang bán là 1 triệu, chúng tôi đang bán là 890.000, rẻ hơn là được 11%. Ví dụ như thế, chúng ta đưa ra những cái con số, những cách thức, đúng không ạ? Chúng ta so sánh về số lượng, về cơ sở vật chất, về mức giá, về phần trăm, đúng không ạ? Nó một cách rất là rõ ràng, theo từng các tiêu chí chúng ta có thể đưa ra so sánh được. Ví dụ các bạn so sánh các trung tâm tiếng Anh với nhau, thì nó so sánh về số lượng cơ sở vật chất, so sánh về mức học phí, so sánh về giảng viên, so sánh về giáo trình, so sánh về hiệu suất đầu tư trên một đồng tiền mà khách hàng bỏ ra, đúng không ạ? So sánh về độ thỏa mãn đấy, rồi so sánh về các cơ sở vật chất, những cái tính năng, rồi thì những cái giá trị gia tăng mà đối thủ không có chúng ta đưa ra. Giống như là chúng ta vẫn hay tưởng tượng là khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm ở website ấy, thì bao giờ nó cũng có những cái bảng so sánh là cái gói basic thì nó không có những cái tính năng như này, cái gói pro thì nó có những tính năng như này, có cái gói advanced nó sẽ có những tính năng nhảy, nó theo đi theo cái đồ thị là tam giác, đúng không ạ? Đầu tiên là nó có rất ít, nó chỉ có 3 gạch đầu dòng, sau nó dưới này có 5 gạch đầu dòng, nhưng dưới này có tận 20 gạch đầu dòng, để nó muốn là chúng ta sẽ mua cái sản phẩm cao nhất của nó, có đúng không ạ? Thì tôi muốn các bạn tạo ra được một cái bảng so sánh như vậy để các bạn hình dung ra, và khi các bạn thuyết trình cho khách hàng, thuyết trình cho đối tác thì chúng ta hoàn toàn có thể so sánh. Và tất nhiên cái phần so sánh này thì chúng ta cố gắng là minh bạch, cố gắng là minh chứng, đúng không ạ? Chứ chúng ta không được là làm sai số liệu và chúng ta bóp méo sự thật. Đấy, thí dụ như tại thời điểm này các bạn làm báo giá thì các bạn có thể ghi được nguồn website, các bạn chụp màn hình lại và các bạn là chụp website so sánh vào cái ngày này, tháng này, bởi vì sau đó đối thủ người ta có thể đã đổi giá rồi thì giá bán có thể bây giờ lại rẻ hơn của bạn, chính sách của họ bây giờ tốt hơn của bạn. Đó, thì chúng ta sẽ đưa ra cái bản đấy, thì chúng ta phải nhớ cẩn thận là ghi ngày, ghi nguồn và ghi một cái câu là gì ạ? Số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Đấy là cái cách một người sale rất là chuyên nghiệp làm. Đó, và tất nhiên chúng ta sẽ một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng chúng ta sẽ update để tránh cái việc là những cái thông tin chúng ta đưa ra quá cũ, có đúng không ạ? Vâng, thế thì vừa rồi tôi vừa trình bày với các anh chị một số những cái kinh nghiệm căn bản để giúp các anh chị nghiên cứu đối thủ. Mình phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng các cụ đã dạy rồi. Cho nên là chúng ta biết những cái thông tin như vậy, bởi vì khách hàng họ luôn luôn so sánh giữa ta với đối thủ, thậm chí ta với rất nhiều đối thủ, thì chúng ta phải biết cái gì của chúng ta hơn, cái gì của chúng ta kém, để chúng ta nói về những điều hơn mà chúng ta giảm những cái điều kém đi, đúng không ạ? Và chúng ta xoáy vào những cái điều mà đối thủ không có. Đấy, cái việc nghiên cứu có ý nghĩa như vậy để chúng ta hiểu, thấu hiểu về thị trường, bởi vì khách hàng luôn muốn thông tin được đa chiều. Vâng, vừa rồi tôi đã trình bày với các anh chị cái cách thức để nghiên cứu đối thủ và nghiên cứu thị trường, và xin chúc các anh chị thành công, xin chúc các anh chị hãy nghiên cứu thật sâu sắc, thật rõ ràng và thật hoàn hảo, thật chuyên nghiệp về đối thủ của mình, là đưa ra được một cái bảng so sánh đầy đủ nhất với các cái tiêu chí quan trọng cho chúng ta cũng như là cho khách hàng và cho đối tác của chúng ta. Nên nhớ là học hỏi, sáng tạo và luôn luôn phát triển những ý tưởng mới hơn so với đối thủ, chứ đừng có đi copy từ đối thủ, bởi vì
Như vậy chúng ta sẽ luôn luôn đi sau đối thủ. Một lần nữa, xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.